làm nên hương vị rất riêng của từng món ăn. Dừa thần thành nhiều đồ thủ công mỹ nghệ độc đáo, và dừa còn tạo ra những thanh âm. Một nghệ nhân tại Bến Tre đã biến dừa thành nhiều nhạc cụ độc nhất vô nhị tại Việt Nam. Hãy đón xem tập tiếp theo của Việt Nam Mến Yêu vào lúc 19:50 thứ Bảy trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 để cùng khám phá và lắng nghe những thanh âm từ nhạc cụ bằng dừa nhé.